Bữa nay Út làm món mới nha. Làm món mới nha mọi người. Hay Út làm món mới nha. Món mới nha. Mọi người nhìn này là biết cái gì rồi, đúng không? Đây là củ hành tím. Bữa nay Út làm món mới nha. Mọi người nhìn thấy món mới chưa? Hai củ hành tím, ba tép tỏi nha. Món mới nha. Bữa nay Út Phượng làm món mới nha. Đây, rửa sạch để vô đây. Tiếp tục giả nữa nè. Dạ, tào. Củ hành nó không bể mà nó bể cái bọc này lại. Để thêm cái bọc nữa. Nước cắt ăn rồi để thêm cái bọc nữa. Để thêm cái bọc vậy nè. Cắt trên cái dưới nữa. Đây là cách bầm tỏi bầm món mới nha mọi người. À dạ. Đây, gửi vô đây ha. Món mới thì gửi vô đây đúng không? Xong rồi đó. Rồi. Món mới nha. Đường. Bỏ đường vô. Nhiều đường thôi. Rồi. Bỏ bớt chanh vô nha mọi người. Bớt chanh vô. Trái chắc không đủ chua đâu. Út là phải cỡ 2 trái mới đủ với Út. 2 trái chanh ha. Rồi xong rồi. Thời gian để chanh vô xong rồi. Nặn nước xong rồi. Rửa cái tay đã. Để cái muỗng vớt hột nha. Vớt hột ra hết. Món mới nha mọi người. Bữa nay Út trộn món mới nha. Nói món mới là món mới mọi người, cái tính Út đi. Bữa nay lấy cái đồ là món mới là hiểu rồi đó. Món mới của Út nè. Mới mới chế biến ra, hồi xưa giờ chưa có ăn lần nào luôn. Mới chế biến ra ăn lần đầu tiên luôn. Rồi như thôi. Tiếp tục cắt củ cà này, Út ngâm nước muối chiều giờ ha. Bây giờ Út cắt nha mọi người. Để cho nó thấm á. Phải cắt vô ha. Vô. Món mới nha. Cắt vô. Cái này Út ngâm nước muối trong tủ lạnh này, chiều giờ lạnh lắm nha mọi người. Lạnh tay Út lạnh quýu luôn á. Ý Út ngâm hồi sáng đó chứ. Hồi sáng mọi người thấy đó, bọt cà Út ngâm đó. Ngâm tới giờ này là lạnh đây nè.
một chút xíu nữa út thảy vô cái hũ nước giấm á, mới món mới nha mọi người, bữa nay út ăn món mới nha mọi người, coi út ăn món mới là món gì nha. Cái gì đó, cái gì đó, mình khoái ăn cà lắm luôn, không đủ rồi, để đi, mình nhiều mới ngon. Món mới nha mọi người ơi. Nhiều không, cà này là ngon lắm, cái gì nhiều nhiều ăn cho nó ngon, cho nó đã, ăn giữa chừng nó thiếu, nó không đã mọi người. Rồi trộn vô, rồi nhanh trình trúng chính của Út là đây đây, cái này là chào nha mọi người, bởi vì Út mới nói đây là món mới của Út nha. Đó. Ừ. Thôi, nêu được rồi. Rồi. Chỉ vậy thôi là thành một món rồi đó nha mọi người. Rồi. Bây giờ để Út thử về cái món mới thành quả của Út nó như thế nào nha. Tay mùi chanh nó ê gan luôn nha mọi người. Ngon. Ba bốn miếng cà không có được ngay. Nói chung là rất ngon. Cái này quên để được là thêm miếng bột ngọt nha mọi người. Cái bột này rẻ hơn ăn cà. Giờ ông nấu nước sôi lên là để mì ăn được rồi ha. Rồi lấy muỗng bột ngọt rồi đó. Bây giờ quậy đều vô ha. Quá ngon. Mọi người nhìn thấy không? Món mới nha. Mới trộn luôn. Mới ăn mới tên luôn. Quá ngon. Thêm cà nữa đi, ngon quá. Nó hơi ăn mì đó mọi người. Ngon quá, mấy ăn mấy miếng quá. Quá ngon. Ngon chịu nổi luôn mọi người.